Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều tối thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thưa quý khán thính giả, tôi đang theo dõi kết quả cuộc bầu cử ngày hôm nay. Họ gọi tiếng Anh là Election Watch. Và dự trù như những gì tôi đã dự đoán, các cơ quan truyền thông của Mỹ nói rằng The Senate and the House are up for grabs, tức là Thượng viện và Hạ viện coi như là sẽ bị túm lấy. Túm lấy đây là túm lấy bởi Đảng Cộng Hòa. Are up for grabs. Vì nếu mà là Đảng Cộng Hòa là đương nhiệm thì họ không có dùng là danh từ grabs. Grabs là mình giật lấy của người ta mà, phải không? Hiện giờ Thượng viện và Hạ viện là Đảng Dân Chủ, thì bây giờ là tiếng Anh là up for grabs, thì là Đảng Hòa giật, phải không? Giật từ phía Đảng Dân Chủ. Có một nơi mà đang căng thẳng, đó là ở tại tiểu bang Pennsylvania. Chưa chắc giải quyết được tối hôm nay, vì ở nơi đó có những việc tranh tụng đang diễn ra, vì Đảng Dân Chủ nói rằng những phiếu bầu bằng thư không cần biết là vì lý do gì, cũng không cần biết là nó có đúng hợp pháp về ngày giờ hay không, nhưng mà đã gửi tới thì phải được đếm. Các luật sư của Đảng Dân Chủ nói rằng chúng tôi đang bảo vệ quyền hiến pháp của những cử tri bỏ phiếu, là nội dung chính yếu là bỏ phiếu cho ai, chứ không phải là vấn đề thủ tục. Đảng Dân Chủ lúc nào cũng có chiêu đó và đang tranh tụng chuyện này. Đó là Đảng Dân Chủ đã làm chuyện đó ở tại Pennsylvania và một vài nơi khác. Vì họ dự trù họ thua thì họ phải vét phiếu bằng mọi cách. Bằng mọi cách. Phiếu không cần biết là gửi thư từ có đúng hay không, hay là gửi thư có đúng ngày giờ hay không. Đảng Dân Chủ tặng lờ hết. Đúng không? Thì chắc tối nay cũng chưa giải quyết xong được, là tại vì phải đợi tòa án phán quyết như thế nào. Thì tôi cũng đang xem. Nên hôm nay, tối nay chưa có công bố kết quả cho quý khán thính giả cách chính thức được. Nhưng cũng nói rằng đó là những dự trù mà tôi đã nói trong clip sáng nay là đúng đó. Vậy thì có thể sáng ngày mai tôi mới làm chương trình công bố kết quả chính thức. Còn không thì chiều ngày mai. Mất giờ chút, thưa quý khán giả, tối nay còn phải thức khuya xem thử là chỗ nào như thế nào. Làm chương trình để mà cung cấp những thông tin mới nhất và chính xác nhất cho quý khán thính giả, cần phải có sự thích thú và nhiệt tâm. Đôi lúc cứ phải thức khuya như thế thôi, thưa quý khán giả. Bây giờ tôi xin đổi đề tài chút xíu. Hôm qua đó thì Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp ở tại Ai Cập, cái khu vực nó gọi là Sharm el-Sheikh, cách xa thủ đô Cairo cũng khoảng chừng mấy chục cây số thôi, thưa quý khán giả. Và quy tụ về nơi đây là 44.000 người để họ có những workshop và bàn thảo. Quý khán thính giả biết những người đến nơi đây là những viên chức của các quốc gia, trong đó có nhiều lãnh đạo, ít nhất cũng là cấp thứ trưởng gì đó. Rồi những vị đó mới báo cáo về cấp trên để cấp trên quyết định. Nên hôm qua phải nói là con số 44.000 người tham dự cuộc họp về vấn đề biến đổi khí hậu và làm sao để ngăn chặn biến đổi khí hậu này. Tiếng Anh họ gọi đây là một đại hội của COP27, COP27, tức là Đại hội về Biến đổi Khí hậu Toàn cầu lần thứ 27.
Đương nhiên Thủ tướng Phạm Minh Chính không có đi tham dự, vì Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua là phải đi qua Campuchia để tham dự phiên họp của ASEAN, và ngày mai là phải bay về lại Hà Nội để tiếp đón Thủ tướng Olaf Scholz của Đức. Chương trình làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính phải nói dày đặc trong những ngày này. Và quý khán thính giả biết là mở đầu cho Đại hội Biến đổi Khí hậu Toàn cầu thứ 27 thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres, ông nói rằng là thế giới chúng ta đang nhanh chóng đạp ga tiến vào hố sâu, hầu như là sự phá hoại của khí hậu. Và quả đúng như vậy, thưa quý khán giả. Khí hậu toàn cầu của chúng ta ngày một khắc nghiệt hơn vì do quá nhiều khí thải carbon dioxide ra ngoài không gian và tụ động lại phá vỡ bầu khí quyển của chúng ta, nên tia ánh sáng mặt trời chiếu xuống mà không có dội ra được khỏi quả địa cầu thì khí hậu mỗi năm gia tăng lên. Quả địa cầu này chỉ cần gia tăng 1 hoặc 2 độ C trong 10 năm thôi thì chắc chắn băng tuyết ở Bắc Cực và Nam Cực tan hết, thì nước nó ra nhiều, và vì như thế lại còn bão thì các thành phố lớn ở ven biển sẽ bị lụt. Trong đó triều dâng lên thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đánh giá là sẽ bị nằm xuống dưới biển. Kinh khủng thế đó. Dự trù năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị nằm dưới biển. Nên người ta đổ dồn về Ai Cập kỳ này có 2 tuần để hội họp để tìm ra giải pháp giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu. Và trong 2 tuần hòa họp này, dự trù nhân loại của chúng ta sẽ có con số là 8 tỷ rồi. Nếu mà không giải quyết những biến đổi khí hậu toàn cầu thì 8 tỷ này sau 2 thập niên thì có thể lên tới 10 tỷ. 10 tỷ người dân năm đó, năm 2042, sẽ phải đối phó với tình cảnh rất nguy cấp, đó là mực nước biển dâng cao, nhiều cơn bão to lớn hơn tàn phá các thành phố ven biển. Và dự trù như thế, thưa quý khán thính giả, thành phố Hồ Chí Minh năm 2030 là ở dưới mực nước biển. Nhưng mà các tỉnh miền Trung năm nào cũng gặp bão, thì những năm tới mỗi năm bão càng gia tăng mạnh hơn, kinh khủng hơn. Nên Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres nói rằng chúng ta năm nay phải nghiêm chỉnh bàn thảo tìm ra giải pháp, nhưng mà cũng còn phải quyết tâm thực hành các giải pháp đó. Và trong các giải pháp, thưa quý khán thính giả, người ta nói đó là các quốc gia đã đi trước, đã thải khí carbon dioxide ra ngoài nhiều quá, thì các công ty và các quốc gia đó phải chịu chi trả nhiều hơn để làm sạch những vấn đề ô nhiễm và đặt các thiết bị để biết trước những tai họa sắp đến, như là bão, như là động đất, vân vân, và phải đặt hầu như là cả toàn cầu. Họ phải chịu trách nhiệm vì lợi nhuận của công ty họ trước đây đã để lại một hậu quả nghiêm trọng cho thế giới, thì họ phải cùng chia sẻ gánh nặng giải quyết vấn đề này. Cũng như chính nước Mỹ là quốc gia thải khí carbon dioxide ra ngoài nhiều nhất, thì nước Mỹ phải tìm bằng mọi cách từ đây tới năm 2050
hạ mức thải carbon dioxide ra ngoài bầu khí quyển xuống còn là zero. Chứ bây giờ vẫn là đứng đầu của những quốc gia mà thải carbon dioxide ra ngoài nhiều nhất. Ngoài nước Mỹ ra thì còn có những quốc gia mà quyết định tất cả, đó là Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng khổ nỗi những quốc gia lớn này họ đã thải khoảng chừng 70% carbon dioxide ra ngoài, còn lại 30% là cho thế giới. Thì những quốc gia to lớn đó không cộng tác chặt chẽ, và họ nại lý do là để phát triển kinh tế đất nước, họ làm những chuyện mà thế giới ngao ngán bây giờ, như là Ấn Độ, như là Trung Quốc. Thưa quý khán thính giả, trong kỳ COP26 ở tại nước Anh năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đã nói rằng Việt Nam quyết tâm tuân thủ các quy định của COP, đó là sẽ là quốc gia không thải khí carbon dioxide ra ngoài mà sẽ hạ xuống còn là zero. Các tiêu chuẩn của Việt Nam đó là nhiên liệu sạch như ánh sáng mặt trời. Và Việt Nam đã đề nghị cách giải quyết như thế nào nên thế giới trong COP26 ca ngợi Việt Nam vô cùng. Năm nay đi vào workshop thì các quốc gia khác cũng bàn đến những đề nghị và ý kiến của Việt Nam, không những trong năm nay mà cũng đã từng từ COP thứ 26. Phải nói Việt Nam là một quốc gia, tôi mở ngoặc đóng ngoặc nha, dám chơi dám chịu đó. Nói là làm, mặc dù là chỉ là một quốc gia cường quốc tầm trung, so với những quốc gia khác chả là gì hết, nhưng Việt Nam quyết tâm làm và làm gương cho những quốc gia khác, nên họ cũng rất là trân trọng Việt Nam. Nên kỳ này ở tại COP27, các quốc gia khác cũng ngóng trông lên Việt Nam và mong rằng mọi nước nói thì phải làm giống như Việt Nam, thì may ra mới chặn đứng được sự biến đổi khí hậu toàn cầu kịp thời. Kéo không, như tôi nói hồi nãy, chỉ trong vòng khoảng chừng 2 thập niên nữa thì Tổng thư ký Antonio Guterres nói lúc đó chúng ta có khoảng chừng 10 tỷ dân, thì chiếc xe đó mà chạy về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu thì bây giờ chân của chúng ta đang đạp ở ga. Nên ông cảnh báo là bằng mọi giá phải có giải pháp, và khi đã có giải pháp thì bằng mọi giá phải thực hiện cho bằng được, chứ không phải có giải pháp xong nói nhưng không làm thì cũng bằng thừa. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả về vấn đề đại hội COP27 ở tại nước Ai Cập, vùng đất gọi là Sharm el-Sheikh. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi e ngại dầu cuộc họp có đưa ra được một giải pháp, nhưng khi thực hiện thì lại khó khăn vô cùng. Vì sự thực hiện là nằm trong quyền của mỗi một quốc gia. Những quốc gia lớn như là Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ nhân danh là quyền lợi phát triển kinh tế của họ, họ tảng lờ, thì các quốc gia nhỏ như Việt Nam bị thiệt hại. Mà bây giờ chúng ta cũng đã thấy rồi, mỗi một năm bão to hơn, mạnh hơn, ghê gớm lắm ở tại miền Trung. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.